Chiều ngày 26 tháng 2 năm 2022, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ chìm cano ở biển Cửa Đại thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến 39 người mất tích, địa phương đã đề nghị trực thăng sư đoàn 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết đến thời điểm chiều cùng ngày vẫn còn 5 người mất tích, trong đó có 3 người lớn và 2 trẻ em. Địa phương đang huy động tối đa mọi lực lượng kể cả quân khu 5 để tham gia cứu nạn. Đến thời điểm 18 giờ cùng ngày, ngày 26 tháng 2, lực lượng chức năng đã đưa tổng cộng 34 người lên bờ, trong đó có 13 người chết. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, chiếc cano gặp nạn mang số hiệu QNA1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc công ty du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trong số 39 người gặp nạn vào ngày 26 tháng 2 thì có 3 thuyền viên, 36 hành khách. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, chiếc cano gặp nạn khi cách bờ cảng Cửa Đại khoảng 2 km. Khi tàu vào gần đến cảng Cửa Đại thì bị mắc cạn, khu vực mắc cạn có sóng lồng làm lật úp tàu dẫn đến tai nạn thương tâm. Khi tàu gặp nạn, 100% du khách mặc áo phao, những người trôi ra thì đều được cứu sống, còn những người trong thuyền thì bị mắc kẹt và tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã lập ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại đồn biên phòng Cửa Đại. Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Cửa Đại, đồn biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 cano và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.